Theo ước tính của Canta Media, quảng cáo trên thương mại điện tử và mạng xã hội đã tăng gấp 3 lần so với năm 2019 và chiếm tới 60% tổng ngân sách quảng cáo online tại Việt Nam. Chi tiêu cho hoạt động này đang ngày một gia tăng. À, các khách hàng của chúng tôi thì cũng khá là ưu tiên kênh quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, bởi vì những cái kênh này thì có một cái lượng tiếp cận khá là đông đảo với người dùng một cách nhanh chóng. À, thì bên cạnh đó thì họ cũng có thể ngay lập tức dẫn dắt người xem về kênh bán hàng của mình một cách dễ dàng. Vì các nền tảng mạng xã hội lớn này có các công nghệ phân tích dữ liệu lớn, vì thế quảng cáo trên nền tảng của họ có thể cá nhân hóa và tiếp thị trúng đích. Điều này giúp gia tăng hiệu quả bán hàng và tiếp cận chính xác những khách hàng mà họ muốn. Cũng theo báo cáo của Canta, tại thị trường Việt Nam, các nền tảng Facebook, YouTube, TikTok năm 2022 đã thu được hơn 2,5 tỷ đô la Mỹ. Năm 2023 dự kiến là 3,4 tỷ, tương đương với khoảng 80.000 tỷ đồng khoảng 30 đến 50% doanh thu này sẽ được chia sẻ cho các nhà sáng tạo nội dung. Vì thế, các nền tảng này hiện cũng đang tạo ra hàng trăm ngàn việc làm mới.